Đã không ra thì thôi, mà cứ ra cửa hàng tiện lợi là nhìn cái gì cũng muốn mua hết ý. Mà mình cứ hôm nào không khỏe là mình lại thèm ăn đồ ngọt, lạ ghê cơ. Mình đi cùng cả đứa em nữa nên mua nhiều ăn cho đã. Mặc dù buổi tối mình đã ăn rất là no rồi nhưng mà nhìn thấy bánh là không thể cưỡng lại nổi. Bánh này thì làm từ bột nếp, cả bên ngoài và bên trong đều có sô cô la. Hình dạng lúc đầu của nó thì giống cây xiên hồ lô ha, nhưng đúng là ăn cái này phải cẩn thận đấy mọi người ạ. Mình có cắn nhẹ một miếng thôi mà cái sô cô la bên trong nó tràn ra, suýt thì rơi lên quần áo. Rồi cái bột sô cô la bên ngoài cũng dễ bay tứ tung lắm cơ. Cái hộp bánh thứ hai mình mua tại vì nó có hình của game con mực, chứ mình cũng chẳng biết là cái vị của nó là vị gì cả. Cái bánh này ăn thì cực kỳ ngọt và bông luôn nha. Tuy mình không rõ mùi thơm của nó là hương liệu gì, nhưng mình biết đây là sô cô la nhá. Nhìn lại mình thấy ba cái bánh mình mua đều có sô cô la hết đấy mọi người. Cái bánh cuối cùng này thì sô cô la từ ngoài vào trong chỉ trừ mỗi cái lớp kem thôi. Thôi lâu lâu ăn sô cô la cũng giảm bớt căng thẳng lắm ấy.